Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. À, hôm nay Jason muốn nói về đề tài TA là Technical Analysis. Thì cái đề tài này Jason cũng đã nói nhiều lần trong những video trước đây. À, Technical Analysis có thể gọi là phân tích kỹ thuật là mình có thể dùng những cái biểu đồ, những cái chart, những cái nến để mình có thể biết stock nó sẽ đi lên bao nhiêu hay là đi xuống bao nhiêu trong thời gian cố định nào đó. À, dĩ nhiên nếu như các bạn hỏi mình thì cái xác suất cũng như cái độ chính xác của việc coi nến nó có đúng hay không thì mình sẽ trả lời như sau nếu như các bạn nghĩ rằng uh, stock sẽ đi lên bao nhiêu trong thời gian ví dụ như 6 tháng một uh, năm hay là một tháng hai tháng thì nó không chính xác à, tại vì thị trường nó thay đổi mỗi ngày à, liên tục từng giờ từng phút có thể nói như vậy hoặc là thị trường nó thay đổi qua đêm à, chẳng hạn như hôm nay sống yên biển lặng à, chiến tranh không có xảy ra nhưng mà à, bùng phát ngày mai thị trường sẽ có gặp biến động vì chiến tranh ở nước khác hoặc là nước Mỹ bị tấn công khủng bố vân vân thì những cái tin tức như vậy nó sẽ thay đổi cục diện của thị trường liền cho nên mình không thể nào mà có thể phán đoán hay là à, nghĩ rằng nó sẽ lên trong thời gian tới vậy thì cái mục đích của cái TA để làm gì mình có thể nói như vậy nếu như các bạn dùng TA là technical analysis phân tích kỹ thuật để mà day trade là mua đi bán lại liền trong ngày thì cái khả năng nó chính xác hơn chứ mình không nói một phần trăm tại vì không có cái gì là một phần trăm nhưng mà ít ra khi các bạn dùng TA để mà day trade mua đi bán lại trong ngày thì cái xác suất các bạn nó rất là cao còn nếu như các bạn nghĩ rằng hôm nay mình mua và vài tháng sau stock sẽ lên thì điều đó nó chỉ là hy vọng chứ không phải là tuyệt đối thành ra các bạn phải lưu ý ok lâu lâu các bạn thấy nghe những cái người youtuber này hay là những người khác lên phân tích nói là trong thời gian tới nó sẽ lên bao nhiêu vì thật sự nếu như người ta nghĩ rằng đó thì chắc chắn người ta đã mua hết tất cả rồi cá nhân mình cũng sẽ làm như vậy mặc dù mình hay nói là các bạn không thể nào À, dùng hết số tiền các bạn có để mà mua một cổ phiếu nào đó điều này đúng và mình vẫn giữ cái quan niệm này nhưng mà khi mà mình đã biết cái gì chắc chắn một trăm phần trăm thật sự thì dĩ nhiên mình đâu có lý do gì mà mình không mua hết tại vì nó không có một trăm phần trăm cho nên mình lúc nào cũng mang cái quan niệm là không thể nào mà dùng tất cả số tiền mình có để đi đầu tư à, kể cả khi mà mình day trade mỗi ngày mặc dù mình biết cái xác suất mình thắng gần như là tuyệt đối vì vì mình day trade chứ mình không có mua thời gian lâu nhưng mà kể cả khi như vậy mình cũng không dùng hết số tiền hoặc là dùng số tiền quá lớn tại vì cái gì nó cũng phải có chừng mực. Thành ra nếu như các bạn nghĩ rằng có ai đó hay nói là khả năng stock sẽ đi lên bao nhiêu xuống bao nhiêu chính xác trong thời gian tới thì người ta chỉ nói cho vui mà thôi. Alright, cá nhân mình đã có hơn mười mấy năm kinh nghiệm cho nên mình chia sẻ thật lòng cho các bạn biết. Còn nếu như các bạn muốn kiếm thu nhập từ vấn đề day trade là mua đi bán lại trong ngày thì các bạn có thể làm như vậy với hình thức day trade khi các bạn có đủ cái skill, cái kiến thức cái kinh nghiệm thì các bạn có thể làm được như vậy. Khi các bạn có nhiều kinh nghiệm thì các bạn càng thành công hơn. Và nếu như các bạn nào có hứng thú muốn học day trade một cách chuyên nghiệp một cách thành công thì các bạn có thể liên lạc với Jason mình sẽ tận tình uh, chia sẻ những gì mình biết cho các bạn. Địa uh, chỉ email của Jason là hotmail com Và các bạn cũng cần lưu ý uh, day trade là các bạn phải cần có thời gian buổi sáng ok, ít nhất là thời gian từ 6h30 cho đến mươi sáng giờ của California. Còn nếu như các bạn ở những vùng East Coast là miền uh, đông của nước Mỹ thì phải là từ 9 ba 30 cho đến 11 giờ trưa. Thì đó là thời gian gọi là Active Hours, những thời gian mà thị trường nó có độ dao động nhiều thì nó mới dễ dàng cho bạn day trade. Còn nếu như các bạn không có thời gian buổi sáng thì day trade sẽ không phù hợp với các bạn. Tuy nhiên khi các bạn học uh, về day trade thì nó giúp cho các bạn nhận xét được thị trường đang nằm ở đâu. Nếu như các bạn có gì thêm thắc mắc các bạn có thể comment trong video, gửi email cho Jason thì mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Jason và cảm ơn các bạn luôn ủng hộ cái channel của Jason. À, mình làm cái channel cũng được gần một năm và mình nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực từ mọi người mình cảm ơn mọi người về điều này à, mình sẽ tiếp tục đem những kiến thức mình đã và đang có chia sẻ lại với mọi người qua những hình thức khác nhau. chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tiểu bang Colorado vào tuần sau và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau